Chuối nè em, ăn chuối nè. Không nha. Ăn chuối nè. Đắng mình một cái nha, đi chuối hát chơi. Bữa em nói em thèm dữ lắm rồi, thèm chuối. Nào nói. Bữa có bầu em nói em thèm chuối đó. Giỡn mình làm như bữa giờ anh không sợ mọi người ơi. Hôm bữa giờ mình cho nó quá trời cho làm như nó không sợ là sao ấy nha. Chứ còn gình gình nó làm mình được cứu nữa. Chọc anh Thận nóng lên là phải có chuyện. Thì 9 tháng 10 ngày chưa được ăn chuối, hôm nay mình đút chuối mình bắt ăn. Giờ mình đầu óc nó đen tối lắm mọi người ơi. Hồi trước á, đầu óc đen tối lắm, mà giờ thì không biết sao. Thì hôm nay mình thử lòng bả. Bắt bả ăn chuối, chuối này là chuối thiệt nha. Coi bả nghĩ thành chuối gì nha mọi người. Video này chắc mắc cười lắm đây. Đầu óc bà mình thì mọi người xem mọi người cũng biết rồi, đen tối vô cùng nhá. Hôm nay đút chuối bắt ngẫm chuối. Thì ok, mọi người muốn biết mạng cho này như thế nào thì nhớ xem hết video này. Mà trước khi vào video á, mọi người nhớ cho Thận xin một follow TikTok nha mọi người. Sắp tới Thận sẽ làm những video ngắn trên TikTok. Mình sẽ triển khai mình làm bên TikTok nữa, mấy video ngắn hài á, mọi người ủng hộ Thận thì cho Thận xin một follow trên TikTok nha mọi người. Cái link Thận để dưới phần bình luận của video nha. Với ai mà yêu mến mình muốn kết bạn Facebook với mình thì kết bạn Facebook mình bên đây nha mọi người. Facebook mình là Minh Thận nha. Mới có ngàn mấy bạn bè thôi mọi người ơi. Ai kết bạn Facebook mình sẽ đồng ý hết nha. Còn bây giờ thì canh canh đặt góc cam cho anh bà đút chuối bắt ăn. Bắt ăn chuối. Coi đầu óc bả đen tối bả nghĩ thành chuối gì nha. A few moments later. Em bữa em nói em thèm chuối lắm đúng không? Xàm nữa rồi đó. Bữa em nói bữa có bầu đó, em nói em thèm chuối dữ lắm rồi mà không được ăn. Thôi đừng có xàm nữa nha. Bữa em nói rõ ràng nói thèm chuối mà. Giờ ớn chết rồi đã thèm. Bữa kêu thèm mà giờ kêu ớn. Nói nào phùng nữa đó. Giờ anh hỏi em nè, ví dụ hả, chuối tây với chuối ta em phải ăn chuối nào hơn? Không, mắc gì phải trả lời anh chứ. Trả lời đi, trả lời để mình hiểu nhau hơn. Thì trả lời được cái gì không? Thì trả lời để vợ chồng mình hiểu thấu nhau hơn em. Trời, hôm nay tốt gì vậy? Thì chuối ta đi. Chuối ta hả? Ừ. Sao ai cũng phái chuối tây hết mà em phái chuối ta? Người ta phái thì kệ người ta anh. Còn mình là ta thì mình phái chuối ta. Nó mới vừa dặn. Cũng đúng ha. Rồi ví dụ chuối già chuối non em phái chuối nào? Thì chuối già đi. Tại vì chuối già nó mới chín cây. Mà chín cây anh có nghe người ta nói câu này gừng càng già càng cay chưa? Cũng đúng luôn. Rồi ví dụ giờ hả anh hả đút chuối vô miệng em cho em ăn hay là em thích tự cầm em ăn? Biến ra nha, tới nái rồi hả cha? Nói thiệt mà. Khùng thiệt chứ, mình cũng điên đó, tự nhiên trả lời khùng nè trời. Ủa? Đi ra chỗ khác nha. Cái gì? Nói trời, em đắm nâu quá anh à. Hỏi thiệt. Hỏi xàm mà hỏi tới luôn á. Hỏi thiệt mà ta. Tới lắm hả, gì vậy? Nói luôn đi. Ý là anh đút chuối cho em ăn hay là em thích tự cầm em? Biến ra nha, đừng để tôi nóng nha. Thôi xàm mày đó. Ủa có gì đâu xàm, ý là anh tao biết trời, hỏi vậy mà xàm gì? Thằng điên. Tối ngày hỏi bà cái xàm xàm xàm. Ừ.
Chuối nè em, ăn chuối nè. Không nha. Ăn chuối nè. Ăn chuối nè. Không nha. Ăn chuối nè. Tôi đấm mình một cái nha, đi tôi hát chơi. Bữa em nói em thèm dữ lắm rồi, thèm chuối. Bữa có bầu em nói em thèm chuối đó. Chuối nè. Em quỳ em lại anh. Anh tha cho em đi anh ơi. Vì em nhìn em ngán tới tận cổ họng nè. Chứ đó em thèm. Xạo chó, xạo chó. Làm gì ngán, bữa kêu thèm chuối. Bữa kêu thèm chuối thì nè, đúng đúng chuối cho ăn nè. Tôi thụng cái gãy cái chuối của anh đừng chấp nha. Đi anh khác, nói hồi nào. Bữa sao anh? Ủa là sao vậy? Nghĩ sao mà ta đen chơi à. Thèm chuối gì, thèm chuối gan cục vợ hả, tính hả đưa tôi vợ chồng nữa hả, biến nha. Ủa ra cục gì, ăn chuối làm gì ra cục dữ vậy, chắc không ra đâu. Ủa làm gì không ra, không ra sao vợ anh có thằng con chuối nè, đưa đây anh đút cho anh nha. Tôi đạp một cái là gãy gán chịu à. Gãy gì trời, khùng cái gì á, kêu chánh bữa kêu thèm chuối ta lấy chuối về ta đút cho ăn mà không chịu ăn nữa nè. Chuối à, chuối 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 này, cái này em nói em thích chuối già, chuối này chuối già luôn nha, chuối này già ngon lắm á. Quỷ mày tới nha, tới gì giọng một cái nha, đây tránh ra nha, giọng một cái nghĩ có cái để xài à. Ủa hôm bữa kêu thèm chuối rõ ràng, kêu hồi nào, bữa có bầu kêu, bữa giờ có bầu lâu quá không được ăn chuối cũng thèm. Thằng này khùng, thằng này điên thiệt. Chuối chuối này chuối ta luôn, mới nãy em nói em phái chuối ta đúng không, chuối này chuối ta luôn, chuối này là rồi, cũng anh đừng có trách em nha anh. Em nói anh biến không, đếm tới ba đó, 1, 2. Cái gì vậy? Đi ra chỗ khác. Sao? Tống một đạp đời cũng hết xài nha. Ý là anh hỏi em tại sao? Em nói không? Em nói em thèm chuối mà giờ em hả hỏng ra anh đút cho ăn. Anh tha cho em đi. Cái gì đâu tha, ăn chuối mà làm như chuối ngon chết, nhiều người ta không có chuối mà ăn. Còn em thì em chuối này chuối bự. Chuối này bự lắm. Cái gì phải thằng này? Chuối này hả? Phải đơn giản đâu. Chuối này ngon lắm nha, chuối này ấy lắm à. Anh nhây nhây qua nha. Nhây. Có thích không? Có nhu cầu. Lý do. Lý do gì đâu, quá mệt mỏi rồi. Làm gì mệt, ăn chuối thôi mà làm gì mệt em khùng chưa hả? Chưa có hồi sức là anh tha cho tôi đi, chưa có hồi sức là chưa được 3 tháng. Ủa mắc gì ăn chuối phải chờ tới 3 tháng. Ủa hình như bữa bác sĩ đâu có kêu kiêng ăn chuối hay gì đâu em. Bác sĩ đâu kêu kiêng mấy cái đó. Bác sĩ kiêng á là nói trước mặt anh à. Anh đàn ông nói trước mặt anh à. Anh biến anh khác của tôi nha. Mắc gì trời. Em đang làm anh, em đang làm anh khó hiểu rồi đó Quỳnh ơi. Một cái nữa là anh có chuyện đó nha. Anh nói tránh ra nha. Chuối à, chuối này là hả bự chà bá luôn. Ăn vô một cái một nói tới túi tới công chuyện. Ăn cái chuối này vô một cái một rồi. Đi ra. Anh hỏi em ăn không? Trả nói không. Xám xám qua vậy? Xám gì thiệt. Cái này anh nói thiệt rồi nha. Một cái được lắm ăn nha, tôi nói trước á. Ừ đây đút cho. Chuối ngon lắm. Cái gì vậy? Ăn không? Thầy nói thiệt. Biến nha. Có một trái duy nhất thôi, không ăn là không có. Một trái thì em tự ăn đi. Một trái duy nhất không ăn là không có phần luôn á. Đâu có hẹn. Không ăn là cho người ta nha. Chưa ăn được, cho ai? Anh cho anh dám không? Tôi nói
Ủa giờ không ăn thì cho không lẽ để lên ương lên móc thúi hư sao? Anh nói cho ai, nói thử cho tôi nghe chơi cho ai. Tính đem mua cho chị bên đây nè. Cái gì vậy trời? Không ăn cho người ta mà làm gì vậy? Vậy thôi, vậy ăn đi, ăn đi. Bỏ chỗ. Cái gì? Tôi nói anh biến ra nha. Ủa, em không ăn thì anh... Giờ em hỏi có ăn không? Hỏi câu không ăn rồi cho người ta đừng hối hận nha. Cứ hát anh ta. Ủa lãng không? Cho không ăn được đúng không? Người ta thường nói không ăn thì phá cho thôi. Thôi cái gì vậy? Tập cái chú luôn này. Biến nha. Nhỏ này suy nghĩ cái gì không biết nữa. Không ăn cho người ta cũng không chịu. Rồi hả, cái đầu óc này nè, thiệt á, tiếc ngu ghê á. Muốn gì? Chuối này nữa là hả? Không Chuối này ra. to bự cha bá nè. Ta làm như cái hả, chuối ba nó đính đó hả, kim cương hay vô. Thì bữa kêu thèm ta cũng thương, ta đi kiếm cho chuối già, mới nãy hỏi phái ăn chuối ta, chuối tây thì kêu chuối ta thì ta cũng hả, gán gồng lên rồi kêu ăn chuối già thì Ủa cũng. xanh xanh là gì vậy? Em đã nói em không có giỡn với em, hơi mệt rồi đấy. Anh có giỡn với em đâu em. Em nhìn mặt anh giống giỡn chơi lắm vậy Bộ anh trời. tới nái lắm hả anh? Nói cho em nghe. Ủa anh tính đút chuối cho em Anh ăn. tới thì tự xử đi, lúc lúc gì? Ta nói ăn chứ có được. Đầu óc này đen tối suy nghĩ cái gì không biết nữa. Bất ngờ chưa Thiệt bà luôn, nhà? có một trái chuối à, giờ ăn cũng nó cũng không cho. Đút cho nó kêu thèm chuối, bữa kêu thèm chuối chín quá. Vì thì mua chuối về cho nó ăn nó cũng không chịu ăn. Gọi hả cho chị hàng xóm không chịu, nó muốn để hư thúi hay gì vậy trời. Quê là quê chúng mình quê nhiều. Quê là quê chúng mình quê quá. Thằng chó. Gọi hả nó suy nghĩ cái gì trong cái đầu nó mình cũng không hiểu luôn. Anh cho em đúng không? Cho cái gì mà cho anh. Cho anh cái gì bắt cao liền. Anh đi cái đó đi. Không ăn nữa hỏi hẳn còn có đúng trái rồi á. Tôi nói biết. Đi Nhỏ này đầu óc đen tối lắm nè. Nói tắt cảm chưa? Tắt cảm gì? Anh đừng có xuống nha, anh cần đúng không? Bữa nãy giờ em suy nghĩ là chuối gì em nói anh nghe coi. Chuối ăn ngon vậy mà điều ngán. Anh đi nghe chút khác đi. Bữa nãy giờ em suy nghĩ chuối gì em trả lời anh nào? Đầu óc em đen tối đúng không? Suy nghĩ bậy bạ trời, Anh biến người ra chỗ khác anh ăn đi. ta nói là trái chuối này mà suy nghĩ trái chuối nào nữa? Đúng Anh đi đúng đầu óc đen tối. Đúng là đầu óc đen tối suy nghĩ tầm bậy tầm bạ đúng không? Nè chuối nè, vậy mà đòi cho chị hàng xóm không chịu. Anh đi khác nha. Chuối nó ngon vậy mà không chê. Thấy chưa, mình nói đâu có sai đâu mọi người. Mọi người có công nhận là đầu óc của vợ mình nó đen tối không mọi người? Bả hả suy nghĩ suy diễn tùm lum tá la hết. Trái chuối đó là trái chuối thiệt nè, bả diễn tả đồ thành trái chuối của mình hay gì đó, mọi người. Bả tưởng là trái chuối của mình hay sao đó nha. Công nhận bà Quỳnh này bả đen tối thiệt á mọi người. Lại cho anh bả thành công tiếp rồi nha mọi người. Nếu mà mọi người thấy video này hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thuận với nha. Còn mà ai mà yêu mến mình á, có muốn sử dụng nước hoa, ủng hộ nước hoa bên mình thì có thể liên hệ qua Zalo 0909 134 921 nha. Bên shop Thuận thì có rất là nhiều loại nước hoa nha mọi người à. Có nước hoa thì nước hoa chiết thì giá nó cũng bình dân thôi, 280, 300, 350, 330, 400, 500 là những chai chiết nhỏ như thế này nè mọi người. Những chai chiết nhỏ như thế này đây là có giá từ 280 tới 300, 400 đều có hết nha mọi người. Như cái chai này đi mọi người, như chai này là chai vờ sát thơm nha, mùi vờ sát cũng rất là thơm nha, sang trọng nha. Chai này hả là 330 thôi nha mọi người ơi, 10 ml nó chỉ 330 thôi. Còn như chai vờ sát này
Và sách này thì 10ml của nó là 350 nha mọi người. Cái mùi nó hả thơm mát mẻ nha. Thích hợp cho mình đi karaoke ba đồ nè mọi người. Có rất là nhiều loại, như chai này là 300 nè mọi người. Chai này là 300, chai mơ lăng, chai này là hương cam chanh. Nam nữ gì xài cũng được, chai này của nam mà mấy chị nữ cũng rất thích xài nha mọi người. Rất là nhiều loại, có mấy chai của nữ đây nha mọi người ơi. Chai của nữ nè, hương hoa hồng nè. Cái chai này là hương của phấn hoa, mùi phấn hoa cực kỳ là sexy luôn. Thì mấy chai này đều có chiếc hết nha mọi người. Thì cũng vậy, giá nó cũng 300, 300 mấy, 400 thôi nha mọi người ơi. Như chai này là chai Dior mọi người à. Chai Dior này thì full một chai nó 3 triệu mấy, thì chiếc nó là 400 ngàn nha mọi người. 400 ngàn 10ml chiếc nhỏ nha. Chai chiếc này mọi người có thể sử dụng được 2 tháng. Nói chung là đây nước hoa chính hãng, mọi người đi chơi, đi tiệc, đồ xịt nó rất là thơm luôn. Nó thơm đứng cách 1-2 mét là đã nghe thấy mùi hương rồi. Người ta đi ngang qua người mọi người thôi là người ta có thể nghe thấy mùi hương trên cơ thể mọi người tỏa ra nha. Mọi người mà yêu mến mình, muốn ủng hộ mình có thể mua nước hoa ủng hộ mình nha. Tại mọi người biết sao, mấy ngày nay mình giống như là bị mắc phong long mọi người. Thì ngày hôm nay có khoảng 20 bạn nhắn tin mua nước hoa bên mình, chốt giá, gửi rất là nhiều mẫu, tư vấn, chốt giá hết, xong xuôi hết rồi. Tới lúc mà gửi địa chỉ để mình xếp hàng thì mấy bạn đó mất tiêu hết. Nói chung là mình bị phong long hay sao á. Chốt giá thương lượng rồi ok, tư vấn rồi xong xuôi hết rồi. Tới hồi mà kêu gửi địa chỉ thì mấy bạn mất tích hết nha mọi người. Xui mình nhức nhức cái đầu làm sao mọi người. Thấy sao, giống như mình bị phong long hay sao á. Thì mọi người có thể giúp thuận bằng cách là mua giúp thuận một chai nước hoa, giống như là mở hàng lại để thuận mua mai bán đắt nha mọi người ơi. Kiếm tiền mua sữa rồi cho con, kinh phí để mình làm video đồ cho mọi người xem hàng ngày nữa mọi người à. Thì mọi người mua nước hoa ủng hộ mình có thu nhập đồ, mình nuôi con đồ, làm video để cho mọi người xem hàng ngày nha. Với lại mà ai mà yêu mến mình á, sắp tới đây nè, mình có thể mình làm bên TikTok, làm thêm bên TikTok. Hồi xưa giờ mình không có quay bên TikTok mọi người. Nhưng mà sắp tới đây mình sẽ quay những video ngắn 2-3 phút, quay video hài vui vẻ cho mọi người xem, giải trí đâu. Thì mọi người có thể nhắn dưới cái phần bình luận video á, mình có thể link TikTok mình, thì mọi người bấm vô follow. Mấy bữa nữa thì mình sẽ ra những video trên TikTok cho mọi người xem nha. Nếu mà được thì sau này mình có thể bán hàng trên TikTok, cũng kiếm thêm thu nhập đồ cũng được nha mọi người. Thì mọi người giúp thử một cái follow trên TikTok nha. Còn ai mà có màn trên hay nào đó thì có thể nhắn qua Facebook của mình, để Thuận sẽ thực hiện theo mấy cái màn trên của mấy bạn yêu cầu nha. Đừng có bình luận vô video những màn trên là Quỳnh sẽ phát hiện ra nha mọi người. Cứ nhắn qua Facebook của mình. Facebook của mình thì mình đã để cho mấy bạn xem rồi, là Facebook mình là tên Minh Thuận nha. Thì Facebook, link Facebook của mình thì có trong phần mô tả của video á mọi người. Bấm vô phần mô tả có link Facebook hết nha mọi người ơi. Còn bây giờ thì mình chào mọi người nha. Bye bye mọi người nha.